Xin chào quý vị và các bạn. Khối không khí lạnh sẽ tiếp tục suy yếu thêm, mang đến thời tiết tốt và dễ chịu hơn cho các tỉnh thành Bắc Bộ. Trong đó, nền nhiệt độ nằm trong xu hướng tăng nên tình trạng rét đậm chỉ còn xuất hiện một vài nơi ở vùng núi vào ban đêm. Ban ngày thì trời rét với nhiệt độ dao động từ 19 cho tới 23 độ. Đồng thời, hiện tượng nhiều mây và có mưa rào nhỏ cũng sẽ chỉ còn tập trung vào đêm và sáng sớm. Càng về trưa chiều thì trời sẽ giảm dần mây và hửng nắng. Cũng nằm trong xu thế tăng nhiệt nên thời tiết ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế cũng sẽ ấm áp hơn với tiết trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Còn các tỉnh từ Đà Nẵng cho tới Bình Thuận, thời tiết sẽ giảm mây và mưa chỉ còn xảy ra trên diện hẹp. Ban ngày trời có nắng nhiều hơn với nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến từ 24 cho tới 27 độ, còn ở phía Nam là từ 29 đến 32 độ. Đến với các tỉnh phía Nam như Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết vẫn nằm trong xu thế tốt và ổn định. Chủ yếu đêm không mưa và ngày nắng với nền nhiệt độ cao. Trong đó các tỉnh Nam Bộ ngày nắng mạnh và tiết trời oi bức, thậm chí ở miền Đông thì còn xuất hiện những khu vực nắng nóng với nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 cho tới 36 độ. Còn ở miền Tây nhiệt độ thấp hơn nhưng cũng phổ biến từ 32 cho tới 34 độ. Thời tiết vùng du lịch trong đất liền và hải đảo được dự báo ngay sau đây, mời quý vị theo dõi. Khu vực Tây Bắc đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, tuy nhiên đến trưa chiều thì trời hửng nắng. Mặc dù tiết trời còn rét, nhất là tại các vùng núi cao, tuy nhiên thời tiết cũng thuận lợi hơn cho hoạt động ngoài trời cũng như du lịch. Tại Sapa, nhiệt độ từ 10 cho tới 16 độ. Thị trấn Tam Đảo, nhiệt độ từ 12 đến 17 độ. Còn Điện Biên, nhiệt độ từ 13 cho tới 21 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, thời tiết khu vực này cũng khá nhiều mây, có mưa vài nơi, nhưng tập trung vào đêm và sáng. Trưa chiều thì giảm mây và hửng nắng nhẹ. Trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất tại Hà Giang, Vịnh Hạ Long và thành phố Hải Phòng là từ 13 cho tới 14 độ. Và đến trưa chiều thì tiết trời ấm áp và thuận lợi hơn cho du lịch với nhiệt độ cao nhất dao động từ 20 cho tới 23 độ. Khu vực miền Trung phía Bắc đèo Hải Vân, thời tiết khu vực cũng thuận lợi hơn cho hành trình khám phá và tham quan của du khách với đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Tại Sầm Sơn, nhiệt độ từ 15 cho tới 20 độ. Phong Nha Kẻ Bàng, nhiệt độ dao động từ 16 đến 20 độ. Và Huế, nhiệt độ là 16 đến 21 độ. Khu vực miền Trung phía Nam đèo Hải Vân, cụ thể là các điểm du lịch như Đà Nẵng, Hội An và Bà Nà. Thời tiết ở khu vực có xu hướng giảm mưa, trời hửng nắng và nền nhiệt tăng nhẹ. Tại Đà Nẵng và Hội An, nhiệt độ dao động từ 18 cho tới 24 độ. Riêng tại Bà Nà, nhiệt độ chỉ từ 13 đến 21 độ. Khu vực du lịch biển Nha Trang, Mũi Né, Vũng Tàu, thời tiết ở khu vực này khá tốt, trời ít mưa, ngày nắng, nhưng tiết trời mát và khá dễ chịu nên có phần thuận lợi cho hoạt động du lịch trong vùng. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay tại khu vực này dao động từ 24 cho tới 26 độ, cao nhất ngày mai là từ 29 đến 33 độ. Thưa quý vị, biển Suối Ồ hay còn gọi là biển Sông Lô thuộc xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu do nằm giáp danh với Bình Thuận, lại ăn sâu vào đất liền nên sóng không mạnh như ở Vũng Tàu, rất thích hợp cho các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng và tắm biển của du khách. Biển Suối Ồ vừa có suối nước ngọt chảy từ rừng ra, lại có bãi cát trắng mịn màng với nước biển xanh mênh mông, nên đây là một trong những bãi biển hiếm hoi vừa có nước ngọt lại có nước mặn. Muốn ra biển thì du khách phải lội qua suối, lúc nước cao nhất cũng chỉ đến thắt lưng hoặc ở ngực tùy theo chỗ nông sâu và tùy theo mùa mà phần nước này có vị ngọt hoặc là lợ do pha lẫn với nước biển. Khu vực biển này chưa được khai thác du lịch nhiều nên vẫn còn khá là hoang sơ, bãi biển sạch, nước trong xanh cùng với bãi cát thoai thoải nên du khách có thể thoải mái tổ chức các hoạt động vui chơi hay là khám phá cuộc sống bình dị của dân chài nơi đây sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm vô cùng thú vị. Đến với thời tiết tại khu vực Tây Nguyên, ban đêm se lạnh nhưng hầu như không có mưa, ban ngày nắng dịu, tiết trời cũng rất thuận lợi cho hành trình khám phá cảnh đẹp vùng cao Tây Nguyên. Tại Pleiku, nhiệt độ từ 17 cho tới 30 độ, Buôn Ma Thuột nhiệt độ dao động từ 19 đến 28 độ, còn Đà Lạt nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Khu vực Nam Bộ, thời tiết phổ biến đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi sẽ có nắng nóng, do vậy các hoạt động ngoài trời về trưa chiều cũng cần hạn chế. Tây Ninh nhiệt độ dao động từ 24 cho tới 35-36 độ. Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ là 25 đến 35 độ. Còn U Minh nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ. Cuối cùng là các điểm du lịch biển đảo Phú Quốc, Côn Đảo. Các hành trình khám phá biển đảo Phú Quốc bằng tàu thuyền khá thuận lợi với thời tiết tốt, gió có cường độ không mạnh.
Tuy nhiên, trên vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau, bao gồm Côn Đảo thì trời phổ biến không mưa, nhưng gió đông bắc lại có cường độ mạnh, biển động, các hoạt động của tàu thuyền nên hạn chế. Nhiệt độ chung cho cả hai khu vực dao động từ 25 cho tới 32 độ. Đến đây, bản tin thời tiết du lịch ngày hôm nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.